Một ngày nắng ấm đem bao ước mơ, đem bao tiếng cười cho người. Một ngày mưa rơi tươi khắp hồn người, từng giọt yêu thương, từng đàn chim đêm tiên bốn phương xin về đây chung một tấm lòng. Vì những ước mơ, vì những cuộc đời bơ vơ, trái tim yêu người và muốn trái tim yêu đời, hãy đến đây vì những ước mơ về một tương lai. Trái tim an lành nằm bên tiếng ru của mẹ, xin cho cuộc đời sẽ chia bao tình yêu thương. Xin cho những con tim khát vọng và xin cho những ước mơ cháy bỏng, tương lai đang chờ em ơi, những ánh mắt nuôi bao giấc mơ. Vì bên em có trái tim bao người, trái tim nhân ái, trái tim yêu thương, trái tim nhân ái chấp cánh ước mơ. Hiện tại đang làm ăn kinh doanh tại thành phố Hà Nội, hữu duyên được gặp anh
chung và các anh chị trong nhóm thiện nguyện tâm gia đình chúng tôi cùng nhóm thiện nguyện hoạt động với tôi chỉ nhân đạo từ thiện cảm và chia sẻ góp phần gian bớt gian khó khăn thiếu tốn về vật chất mang niềm vui để tiếp thêm nghị lực sống cho những mảnh đời khó khăn. Nhân dịp này gia đình chúng tôi cùng nhóm thiện tâm lên kế hoạch tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần sự giúp đỡ. Sau khi thời gian khảo sát thực tế địa phương, chúng tôi quyết định trao quà cho bà con hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hai xã Ngư Lộc, Hoàng Yến và Trọng xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc là nơi thường xuyên phải chịu cơn bão lụt do trận áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền để tổ chức chương trình lối vòng tay lớn trái tim yêu thương ngày hôm nay. Đây cũng là dịp để chúng tôi được khảo sát thực tế nằm, chia sẻ thông tin hoàn cảnh khó khăn để xã hội biết đến, sẽ có huy động các nguồn lực trong xã hội để có tiếp tục hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn về mặt chất, góp phần vào chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Chúng tôi đã có chuẩn bị 50 xuất quà dành cho các hộ gia đình chính sách, hộ gia đình có phụ nữ trẻ em nhỏ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hai xã Hưu Lộc, huyện Hậu Lộc, xã Hoàng Yến, huyện Hoàng Hóa. Mỗi xuất quà gồm có dầu ăn, mì chính, bánh kẹo, tổng giá trị mỗi xuất quà là 300.000 đồng. Món quà tuy nhỏ về vật chất nhưng tâm lòng của gia đình chung quanh và các anh chị trong nhóm thiện nguyện tâm gửi lời chúc bà con, mong bà con hoan hỉ nhận, vượt qua khó khăn, thoát nghèo và vượt lên ổn định của cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Mẹ đã gần con biên trời, ngày xưa mẹ nhà.
xin thay mặt cho là xã của chúng tôi với hồ sáng tác một bài thơ và với trong nó mấy phút cho nên là nó cũng còn sự giống nhất thì xin bà con cũng là thông cảm. Sau đây tôi xin sáng tác bài thơ về tình nguyện cảm ơn những người đã có lòng hảo tâm. Mãi mong cho mọi người và cho mỗi con người.
lên những công trình mới nguy nga, đang mong lên trên thành phố Đền Ba, có biết bao công trình thầm lặng nhân ái dâng đời nghĩa nhân tình người. Bên những nụ cười ai tươi vui, còn đâu đó giọt nước mắt lăn dài, hãy đi qua những mùa bão giông, hãy bay qua những ngày dài đêm đông. Như những con đường mới thanh thang, dang rộng tay ôm cuộc sống nhân ái, cho biết bao tiếng cười gần lại, cho tiếng ca đời thắm tươi tình người. Như sóng biển trào dâng yêu thương, tình nhân ai luôn sáng mãi trong lòng, cuộc đời mới tươi đẹp mãi mong cho mọi người và cho mỗi con người. Những tâm lòng nhân ái cho thành phố tiếng cười vang khắp nơi nơi, những ánh mắt rạng rỡ quên sao được, có những tâm lòng nhân ái, những tâm lòng nhân ái cho thành phố con người vươn tay tương lai, những nụ cười rạng rỡ tâm lòng vàng của biết bao con người, những nụ cười rạng rỡ tâm lòng vàng của biết bao con người.
sáng ngời, rừng hồng niềm tin giữa lúc bom rơi. Tương lai dẫu khó khăn vẫn có bao niềm vui trong ánh mắt bao người và trong lòng ta đó. Cháu báo cáo với hai bác là gia đình nhà chị Trung Anh ở Hà Nội còn là có quà dành cho những cái hộ mà đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn xã, và chị gửi về 50 xuất quà, thì trong đó có xuất quà thì cùng có đồ ăn, bánh kẹo với bánh trung thu để nếu hai bác. Vâng. Hai bác là luôn mạnh khỏe và khó khăn nha. Vâng. Ôi, bác ơi, cảm đây là bánh trung thu này, dầu ăn này, đi bánh này, đi mì chính này, các thứ này, chị đã quà 300.000 để giúp hai bác. Vâng, vâng. Bác Hòa bác rất xúc động, ba nhà sau cho cố gắng mạnh khỏe để ông bà chăm nhau nha. Lại có gì thì sau chúng ta lại hỗ trợ thêm tiếp. Lại nghe ba nhà. Cảm ơn luôn.